Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với Trend Anime. Tình huống khốn nạn nhất đối với một thám tử chính là bị kết tội là thủ phạm, vừa phải phá án vừa chạy trốn. Liệu Kinichi có giải quyết được vụ này? Nhân danh ông nội, mời các cậu cùng theo dõi vụ án lệnh truy nã Kinichi nhé. Bắt đầu ngay thôi. Kinichi đang bị cảnh sát truy đuổi vì tội danh mưu sát. Bỗng nhiên, Saki, người bạn thân đã chết trong vụ dị nhân quán xuất hiện, cầm máy quay lại cảnh tử hình Kinichi. Cậu ta gào thét: "Tôi không có giết người!" Hóa ra là ông tướng ngủ mơ trong tiết học. Bỗng màn nhắn tin có thông báo hẹn 17 giờ ở quán cà phê. Hóa ra người hẹn là cô bạn Miyuki. Ở đây còn có chú nhà báo Itsuki Yosuke trong vụ án mạng hồ Eren và biên tập viên Kamoshita Akira của nhà xuất bản Otowa. Anh Kamoshita muốn nhờ Kinichi giải một vật mã của nhà văn nổi tiếng Tachibana Goryu, người chuyên viết chuyện non-fiction, tức chuyện có thật, không hư cấu. Vì sách của ông ta bán rất chạy nên nhà xuất bản nào cũng tranh nhau tác phẩm mới nhất. Tác phẩm này sẽ được bán cho người giải được mật mã trong bữa tiệc sinh nhật sắp tới của ông ta. Kinichi có vẻ không hứng thú lắm, nhưng nghe nói mật mã này khó tới nỗi thám tử Kosuke, ông nội của Kinichi, cũng bỏ tay. Kinichi liền đồng ý ngay. Hôm sau, trong lúc đợi xe, Kinichi lại nhìn thấy Saki, dụi mắt xong lại không thấy nữa, chắc học nhiều quá nên ảo giác rồi. Bốn người họ lên xe đến biệt thự của nhà văn Tachibana ở thị trấn Karizawa, tỉnh Nagano. Vừa vào trong nhà, họ nghe thấy tiếng cãi cọ và một người bị đẩy ra khỏi phòng của nhà văn. Đó là Tsuzuki Tetsuo, đạo diễn truyền hình. Nhà văn Tachibana bước ra chào mọi người, biết Kinichi là cháu nội của thám tử Kosuke. Ông ta kiêu ngạo nói cậu hết cố gắng, kẻo lại phá hủy danh tiếng của ông nội. Sau đó, bà quản gia dẫn mọi người đến bữa tiệc sinh nhật. Đông người quá, ở đây chủ yếu là đám nhà báo và biên tập viên. Miyuki nhắc khéo rằng sắp đến sinh nhật của cô rồi, nhưng cậu ta chỉ tập trung ăn tiệc thôi. Tại đây còn có những người bạn trong nghề về chú Itsuki. Đầu tiên là Omura Kon, giám đốc nhà xuất bản Hiyakusha. Thứ hai là nhiếp ảnh gia Haruki Yonori. Và cuối cùng là Tokito Wataru, biên tập viên nhà xuất bản Kanagawa. MC của bữa tiệc là nghệ sĩ nổi tiếng Katsura Ohe. Ban đầu, nhà văn Tachibana mời một nghệ sĩ khác, cuối cùng lại đổi sang nghệ sĩ Katsura này. Đang mải ăn thì Kinichi thấy Saki ở phía xa, cậu ta hốt lắm. Miyuki cũng nhìn thấy luôn. Bình tĩnh nào, không phải ma đâu. Đây là Saki Ryuji, em trai của Saki Ryuta. Hai anh em này nhìn giống nhau vãi trưởng. Ông Saki thứ hai này theo chân bố đến đây để tác nghiệp. Và cũng trùng hợp thay, mấy ngày trước Saki cũng báo mộng cho em trai rằng sư huynh Kinichi sắp gặp đại nạn nên cần phải hỗ trợ. Sau đó, nhà văn Tachibana bước lên sân khấu và nói về trò chơi mật mã. Tác phẩm mới được lưu trong đĩa mềm này và giấu ở một nơi bí mật. Nó sẽ bóc trần một chuyện tay đình, một chuyện có thật về một trong số các vị ở đây. Nó mà được xuất bản thì người ấy chắc chắn sẽ phải đi tù. Tấm màn được kéo ra, đây chính là mật mã Urakawa Bekiki Narumo, một loài cỏ nước lạ mọc ở ven sông phía sau. Thấy vậy, mọi người liền chạy về phía con sông. Chỉ có Kinichi là bình thản, cậu đã hiểu nghĩa của nó rồi, chỉ cần sắp xếp các chữ lại là được ngay. Sáng hôm sau, chú Itsuki và mọi người lại hăm hở ra sông để tìm kiếm. Kinichi cố tình không nói ngay vì cậu không muốn kỳ nghỉ sang chảnh này kết thúc quá sớm. Bàn đối diện là nhà văn Tachibana và biên tập viên tự do Nonaka Tomomi. Nonaka thủ thỉ xin nhà văn cho thêm một gợi ý, đổi lại cô ta sẽ chui xuống gầm bàn và làm việc cần làm. Trong cà phê, Tachibana nói với Nonaka rằng nếu có ai hỏi cô về mật mã thì hãy nói đến tôi là hết. Kinichi định đi lấy thêm cà phê thì gặp hai chị em sinh đôi làm giúp việc ở đây. Cô bạn áo hồng dễ thương này là Hanamura Aoi, còn áo kẻ khó tính là bà chị Hanamura Natsume. Đến tối, chú Itsuki bỏ cuộc và xin Kinichi hãy giải mật mã. Bỗng nghe tiếng hét của Miyuki, cô bạn đang bị tên nhà văn sảm sỡ. Kinichi cố nhịn vì mấy chuyện tác quyền của anh Kamoshita, nhưng ông ta lại truyền qua sở mong cô giúp việc Aoi, làm Kinichi sôi máu, để ngã và làm lộ cái đầu hói ông ta giấu bấy lâu. Tachibana tức giận đấm Kinichi, tuyên bố lấy lại toàn bộ tác phẩm và tuyệt giao với nhà xuất bản của anh Kamoshita. Tuy không sai, nhưng vì chuyện làm ăn của anh Kamoshita, Kinichi đành phải đi xin lỗi tên nhà văn. 9 giờ 45 phút tối, giờ này, ông ta thường ở phòng sách phía đối diện. Trời đã tạnh mưa, nhưng đường mòn đất nhão nhét rất khó đi. 20 phút đã trôi qua, Kinichi vẫn chưa về, có khi lại đánh nhau với ông ấy rồi. Chị giúp việc Natsume và Saki đi xem thử. Saki đã quay lại quãng đường tới phòng sách, chỉ có một dấu chân. Cánh cửa mở ra, Kinichi với hung khí đẫm máu trên tay, còn nhà văn Tachibana nằm bất động trên sàn lênh láng nước và mảnh kính vỡ. Cậu liên tục phủ nhận mình không phải là hung thủ, nhưng phải giải thích sau đây. Cảnh sát tỉnh Nagano có mặt ngay lập tức. Theo lời khai của Kinichi, khi cậu vào phòng đã nhìn thấy ông Tachibana nằm dưới sàn. Sau đó, cậu bị một kẻ khác đánh bất tỉnh. Natsume xác nhận lúc đó trong phòng chẳng còn ai khác ngoài Kinichi và ông chủ. Kinichi phản kháng. Từ lúc cậu đi cho tới khi Natsume và Saki đến là khoảng 20 phút, thừa đủ thời gian để hung thủ tẩu thoát. Cảnh sát lấy ra đoạn băng từ máy quay của Saki. Lúc đó vừa tạnh mưa, mặt đất rất lầy lội. Nếu hung thủ đánh ngất Kinichi và trốn thoát bằng cửa chính, thì ắt phải để lại dấu chân. Nhưng trong đoạn băng chỉ thấy một dấu chân của Kinichi. Căn phòng này cũng chỉ có cửa chính, cửa thông gió quá nhỏ để chui qua. Hơn nữa, còn một bằng chứng đây. Cảnh sát gọi bà quản gia Kiku tới. Bà ấy bị lãng tai nên cô giúp việc Aoi phải hỗ trợ. Bà Kiku kể rằng lúc 10 giờ, ông chủ có gọi để phàn nàn về việc điều hòa phòng ngủ đã hỏng, nhờ bà thông gió hộ. Nếu Kinichi đến đây lúc 9 giờ 45 và đã thấy ông Tachibana chết rồi, thì làm sao có thể gọi cho bà quản gia lúc 10 giờ được? Miyuki liên tục thanh minh, nhưng cậu bạn đã bị cảnh sát còng tay lại. Tin tức về thiếu niên 17 tuổi sát hại nhà văn nổi tiếng đã truyền đến cục cảnh sát Tokyo. Biết hung thủ là thằng cháu, chủ Kenmochi bất ngờ lắm.
Trước khi bị giải đi, Kinichi dặn Miyuki đừng lo lắng và thả một món đồ vào túi áo của cô. Trên xe, thanh tra Kemochi gọi điện cho cảnh sát tỉnh Nagano để yêu cầu thả Kinichi, nhưng cũng vô ích. Bỗng Kinichi buồn đi vệ sinh nên họ tấp vào nhà xí bên đường. Đợi lâu quá, cảnh sát mở cửa xông vào thì không thấy cậu ta đâu, cóng tay bị móc và cần gạt nước, còn chìa khóa thì nằm trong bồn vệ sinh. Giật nước cái là bye bye ông cảnh sát luôn. Bên này, Miyuki phát hiện màn nhắn tin của Kinichi nằm trong túi áo của mình. Cậu ấy nhắn rằng đang bỏ trốn để tìm hung thủ. Vụ này cảnh sát không thể phá nổi, phải tự cứu mình thôi. Sau khi tập trung mọi người lại, Miyuki và chú Itsuki cầu xin họ hãy giúp đỡ Kinichi. Trước sự thành tâm của Itsuki và nể tình đồng nghiệp bao năm, mọi người đồng ý sẽ hỗ trợ thu thập mọi thông tin liên quan đến nhà văn Tachibana. Đúng lúc ấy thì Kinichi gọi điện tới. Ngoài dặn dò cô bạn hãy yên tâm, cậu hỏi xin số điện thoại và địa chỉ của Omura Kon, giám đốc nhà xuất bản Hikakusha, người đã về Tokyo sau khi cảnh sát lấy lời khai. Sau đó, Kinichi lao lên một chiếc xe tải đang trở về Tokyo. Cậu bắt đầu suy luận động cơ của hung thủ có lẽ liên quan tới tác phẩm mới. Tachibana còn nói rằng nó sẽ bóc trần một chuyện tài đình và chỉ đích danh một nhân vật có thật trong bữa tiệc. Khả năng cao người đó chính là hung thủ. Cách bắt hắn nhanh nhất là phải tìm ra vị trí giấu tác phẩm kia, và việc đầu tiên là phải gặp Omura. Omura nhận được cuộc điện thoại của thanh tra Kemochi do Kinichi giả dạng. Sở dĩ cậu tìm đến Omura là vì mật mã trong bữa tiệc đó. Cách giải rất dễ, chỉ cần đọc ngược lại ta sẽ được câu sau: Omura ni kikeba wakaru. Muốn biết thì hãy hỏi Omura. Đúng lúc ấy, một kẻ bí ẩn với cây gậy gôn bước vào phòng. Omura chợt nhớ ra nhà văn Tachibana dặn rằng nếu có ai hỏi chuyện gì đáng ngờ thì hãy trả lời, hỏi Tokito sẽ biết. Omura thét lên, ông ta đã bị giết hại. Kinichi chạy đến thì thấy xác Omura nằm dưới sàn. Ai đó đã báo cho cảnh sát nên họ có mặt ngay lập tức. Kinichi bộ trốn đi nên không kịp lau dấu vân tay trên cánh cửa. Và thế là tin tức về thiếu niên 17 tuổi sát hại thêm một mạng người lan truyền khắp các báo đài. Thực thật bị lừa vào bẫy rồi. Nhưng qua đây, cậu khẳng định hung thủ đang truy tìm bản thảo và mục tiêu tiếp theo chính là anh Tokito. Hôm sau khi thu thập thông tin từ những người bạn trong nghề, chú Itsuki nhận cuộc gọi từ Kinichi. Cậu thám tử nghĩ rằng mình luôn bị hung thủ theo dõi nên hắn mới ra tay với Omura và báo cho cảnh sát đúng lúc. Tiện đây, chú Itsuki cung cấp thông tin cho Kinichi. Nội dung tác phẩm mới của Tachibana có nói về y học và buôn lậu. Tên sát nhân chắc chắn có liên quan đến hai từ khóa này. Bên cạnh đó, cảnh sát tỉnh Nagano đã phối hợp với cục cảnh sát Tokyo. Một nhân vật máu mặt đã vào cuộc rồi. Biết Kinichi sẽ đến nhà xuất bản Kanagawa để tìm anh Tokito, Miyuki lập tức chạy tới đó, vô tình tạo cơ hội cho cảnh sát. Thấy Tokito, Kinichi bám theo đến một công trường. Kẻ sát nhân cũng đang ở phía sau. Sợ bị giết như Omura, Tokito phản kháng lại Kinichi. Nhưng cậu không định giết người, chỉ muốn hỏi xem nhà văn Tachibana có nói gì về Tokito không. Có, ông ta dặn rằng nếu có ai hỏi gì kỳ lạ thì phải trả lời là hỏi Katsura sẽ biết. Đúng lúc ấy, tên sát nhân cắt đứt dây buộc những cột thép để chết Tokito. Bị người dân phát giác, Kinichi đành trốn dưới ống cống đợi cảnh sát rời đi. Chưa chắc hung thủ đã rời khỏi hiện trường đâu, một giọng nói vang lên. Bình thường ai cũng nghĩ sau khi gây án hung thủ sẽ mau chóng bỏ trốn, nhưng có khả năng hắn vẫn ở đây để thám thính. Giọng nói quen thuộc này không ai khác chính là thanh tra Akichi, kỳ phùng địch thủ của Kinichi. Lại một ngày trôi qua, hôm nay là sinh nhật của Miyuki nhưng lòng cô đầy muộn phiền. Thanh tra Akichi đến và nhờ Miyuki trèo cột băng lại cho Saki. Trong này có quay lại hiện trường, đưa cho Kinichi, biết đâu sẽ tìm thêm được manh mối khác. Thấy Saki đạp xe mang theo cuộn băng, cảnh sát lập tức bám theo. Đi qua đường hầm, không thấy cuộn băng đâu nữa, cảnh sát quay xe, đuổi theo chiếc mô tô vừa phóng ra từ đường hầm. Nhưng rất tiếc, đó là chú Itsuki, chứ không phải Kinichi. Saki ném cuộn băng vào thùng rác ở công viên, kế hoạch thành công mỹ mãn. Nhưng Akechi đã tính trước một bước và gắn thiết bị định vị vào cuộn băng rồi. Kinichi có trốn ở đâu cũng bị cảnh sát phát hiện. Khi chạy vào ngõ cụt, cậu được đạo diễn Tsuzuki giải cứu và đưa về nhà. Tại đây, Kinichi xem lại cuộn băng. Từ hôm đó trời mưa, việc Kinichi đến xin lỗi ông Tachibana cũng là hoàn toàn ngẫu nhiên. Nhưng hung thủ lại quá khôn ngoan khi tận dụng nó để ra tay và đổ tội cho cậu. Cậu tua đi tua lại vì cảm thấy có cái gì đó rất lạ. Bỗng Kinichi chú ý đến tấm ảnh trên bàn. Cô bé này là Mizuho, con gái của chú Tsuzuki. Cô bé rất yếu nên phải nằm viện suốt. Món quà này là dành tặng sinh nhật cho cô bé. Nhắc sinh nhật mới nhớ, Kinichi liền nhắn hẹn gặp Miyuki 11 giờ ở công viên. Đến nơi, cô thấy chiếc bánh kem và màn nhắn tin của Kinichi, trên đó có dòng chữ chúc mừng sinh nhật. Miyuki cảm động lắm, lúc nguy khốn như vậy mà cậu ta vẫn nhớ đến sinh nhật của mình sao? Hôm sau, chú Itsuki gặp Miyuki. Văn phòng của nghệ sĩ Katsura đã gọi và nói rằng có ai đó đã giả dạng Itsuki và hẹn gặp Katsura. Hai người liền tới sự kiện của nghệ sĩ Katsura ngay lập tức. Kinichi cũng đang ở đây, thấy thanh tra Akechi, cậu núp đi và phát hiện Akechi cũng dùng máy nhắn tin giống mình. Sau đó, Kinichi chạy vào phòng của Katsura và khống chế ông ta, tên sát nhân cũng đang ở đây. Katsura nhớ nhà văn Tachibana có dặn rằng nếu có ai hỏi thì hãy trả lời là hỏi Nonaka sẽ biết. Vừa nói xong thì Katsura gục xuống với một con dao ở sau lưng. Kinichi tức giận, nhân danh ông nội ta sẽ bắt người phải trả giá. Cậu ta bỏ chạy, may mắn được anh hai đi yêu giải cứu. Anh ta đưa cho cậu hình chụp bữa tiệc sinh nhật và sổ đồ biệt thự của nhà Matachibana. Sau đó, cậu thám tử chuyển đi ngay. Cậu gọi chú Itsuki để xin địa chỉ của chị Nonaka. Itsuki chỉ biết cô ấy đang ở thị trấn Karizawa thôi. Cuộc gọi này đã bị thanh tra Akechi nghe lén. Cảnh sát lục soát khắp các tàu chạy hướng Karizawa. Kinichi may mắn trốn được. Đúng lúc ấy, một viên cảnh sát bị kẹt ở cửa tàu. Không còn cách nào khác, Kinichi đành lộ mặt và đẩy cửa khiến anh ta ngã xuống đường. Cảnh sát nhanh chóng đuổi theo. Cậu đành nhảy qua cửa sổ và rơi xuống sông.
cậu vẫn còn sống nhưng đã hoàn toàn kiệt sức và ngất đi. Tại sở cảnh sát, thanh tra rất tức giận khi cấp dưới của mình bị Kinichi đá văng khỏi tàu suýt chết. Biết việc này, chú Kenmochi không thể biện minh gì thêm. Kinichi tỉnh dậy và thấy cô giúp việc Aoi, cậu đã được cô bạn cứu khi đang dắt chó đi dạo ở bờ sông. Cả đội Ichiki lập tức lên đường đến Karizawa hội ngộ với Kinichi. Trong lúc ăn, Kinichi hỏi Aoi có biết gì về tác phẩm mới của ông Tachibana không. Aoi cũng phụ việc thu thập tư liệu cho ông chủ nên biết tác phẩm đó có nhắc đến một bác sĩ tên là Maeda cùng rất nhiều tài liệu liên quan đến bệnh thận. Còn một chi tiết kỳ lạ nữa, bình thường ông chủ luôn mang theo bộ chìa khóa của biệt thự bên mình, hôm xảy ra án mạng nó lại ở phòng ngủ. Với lại, tại sao ông chủ lại gọi cho bà quản gia bị lãng tai để báo điều hòa bị hỏng thay vì hai chị em giúp việc nhỉ? Tối đó, Kinichi ngồi xem xét những bức hình chụp hiện trường. Cậu nhớ ra, khi bước vào phòng, sàn nhà vẫn khô ráo, khi tỉnh lại thì linh láng nước và mảnh thủy tinh, chứng tỏ hắn đã đập vỡ bể cá sau khi đánh ngất cậu. Tại sao hắn lại làm như vậy? Bên này, viên cảnh sát kia gặp riêng thanh tra Kenmochi để trình bày chuyện Kinichi đã cứu mạng chứ không phải hành hung anh ta. Sáng hôm sau, chú Itsuki báo cho Kinichi biết Nonaka đang ở khách sạn Yonazawa. Kinichi cảm ơn Aoi và chạy ngay tới khách sạn. Nhưng đây là chị Natsume chứ không phải Aoi. Cô ta lập tức báo cho cảnh sát. Tại khách sạn Yonazawa, Kinichi lẻn vào thì thấy cảnh sát đã giăng bẫy nên cậu đành trốn vào trong rừng. Chị Nonaka nhận được mảnh giấy với nội dung: "Tôi đợi cô ở khu rừng sau khách sạn, đừng nói về ai, ký tên Itsuki." Thấy Nonaka rời khỏi khách sạn, Kinichi bám theo. Cảnh sát vào phòng Nonaka nhưng không thấy cô ta nên ra lệnh lục soát khu rừng. Gặp Nonaka, Kinichi hỏi nhà văn Tachibana có nhắn riêng gì chị ấy không. Ông ta chỉ dặn rằng nếu có ai hỏi thì hãy nói đến tôi là hết. Trước khi rời đi, Kinichi dặn Nonaka hãy cẩn thận vì hung thủ đang truy lùng chị ấy. Vừa đi được một đoạn, Nonaka đã bị hắn bắt lại. Kinichi không hiểu tại sao mảnh truyền thông tin lại đứt quãng ở đây mà không có đáp án chứ. Nhầm lại tên của từng nạn nhân, cậu đã nhận ra điểm mấu chốt. Tên sát nhân cũng đã biết điều đó. Hắn xuống tay với Nonaka luôn. Nghe tiếng thét, Kinichi chạy tới thì chị ta đã chết. Lạ thật, chỉ có cảnh sát và nhóm của chú Itsuki biết Nonaka đang ở đây. Tại sao hung thủ lại biết? Không lẽ hắn là người thân cận của chúng ta? Kinichi viết một dãy số và để lại cho thanh tra Akechi. Thanh tra đã nhận ra điều gì đó. Quay về khách sạn, cô nhân viên phát hiện Kinichi và bị cậu ta bắt làm con tin. Thanh tra không do dự, rút súng và bắn một phát vào người cậu ta. Vẫn còn thở, mau gọi xe cấp cứu tới đây. Miyuki khóc cạn nước mắt, còn chú Kenmochi chút cơn giận lên thanh tra Akechi. Kinichi làm sao mà giết người được chứ? Đúng là không giết người, nhưng lừa đảo thì có nha. Cậu ta vẫn còn sống, máu là túi sức cà chua, còn phát súng vừa rồi là đạn rỗng ruột thôi. Kinichi biết thanh tra có máy nhắn tin giống mình nên đã để lại một dãy số. Dựa vào bảng chuyển đổi ký tự này, ta hiểu lời nhắn của cậu thám tử là hãy dùng đạn rỗng ruột bắn vào ngực trái của em. Cả nhóm quay lại biệt thự của nhà văn để kiểm tra một lần nữa. Vụ này còn hai ẩn số. Thứ nhất là việc hung thủ cố tình đập vỡ bể cá sau khi đánh ngất Kinichi. Thứ hai là cuộc gọi lúc 10 giờ giả dạng ông Tachibana gọi cho bà quản gia. Bước vào hiện trường, Kinichi xem xét lại các tấm ảnh và đã biết hung thủ là ai. Chỉ còn một bí ẩn, chính là cách hắn bỏ trốn mà không để lại dấu vết. Nhớ lại lời khai của bà quản gia, Kinichi sang phòng ngủ của nhà văn để kiểm tra và phát hiện điều hòa vẫn hoạt động bình thường. Cậu chạy ra ngoài, nhìn lại sơ đồ biệt thự và đã biết cách hung thủ đào tẩu mà không để lại dấu chân. Đêm xuống, mọi người nấp trong phòng khách và chờ đợi tên sát nhân. Hắn rất bất ngờ vì cứ đinh ninh rằng Kinichi đang nằm ở bệnh viện. Cảnh sát xông vào chấn áp tên tội phạm. Sở dĩ hắn đến đây là để lấy tác phẩm mới của nhà văn Tachibana, và cũng vì nó mà hắn đã giết 5 mạng người. Đầu tiên, khi hiểu ra mật mã ở bữa tiệc, hắn đã tìm đến Omura. Biết đây là trò truyền tin, hắn cứ lần lượt giết hại những kẻ không còn giá trị lợi dụng. Đến chị Nonaka, hung thủ đã hiểu ra ý nghĩa của trò này chính là thứ tự truyền tin nhắn. Các cậu nhớ không, MC của bữa tiệc bị đồn của thay đổi thành nghệ sĩ Katsura. Đây là một manh mối quan trọng. Kinichi lấy ra tờ báo có in ảnh và tên của các nạn nhân theo thứ tự bị sát hại, ghép các chiếc cày đầu tiên trong tên của Omura, Tokito, Katsura và cộng thêm họ của chị Nonaka. Ta được câu Otoke no Naka bên trong chiếc đồng hồ lớn. Đúng vậy, đó chính là nơi cất giữ chiếc đệm mềm. Hung thủ là kẻ mà nhà văn chỉ đích danh trong tác phẩm này. Tiếp theo, Kinichi sẽ làm sáng tỏ thủ thuật trốn thoát mà không để lại dấu chân. Mọi người kéo đến khu phòng sách, mấu chốt nằm ở hai chi tiết. Tachibana luôn mang theo chùm chìa khóa, nhưng hôm bị sát hại lại thấy nó trong phòng ngủ và cuộc gọi lúc 10 giờ của bà quản gia. Sau khi giết Tachibana và đánh ngất Kinichi, hắn đã lấy chùm chìa khóa từ nạn nhân, sau đó trèo lên cánh cửa, đu qua và mở khóa cánh cửa phòng bên. Cứ như thế, tiếp tục sang cửa thứ ba. Bằng cách này, hắn không hề để lại dấu chân. Nhưng làm sao hắn sang được khu nhà chính ở khoảng cách xa như vậy? Rất đơn giản, hắn đã gọi nhờ bà quản gia thông gió cho phòng ngủ, nên bà ấy đã mở cửa phòng ra. Nhờ đó mà hắn có thể tiếp tục đu qua khu nhà chính. Hung thủ gọi bà quản gia thay vì hai cô giúp việc là vì bà ấy bị lãng tai, khó phân biệt được giọng nói. À mà các cậu nhìn này, trước cửa các phòng đều có bậc thang, bật nhảy là được rồi. Có cần phải đu cửa không ta? Quay lại vụ án nào, tại sao hung thủ luôn biết được vị trí của Kinichi? Bởi vì hắn là một người trong nhóm của chú Ichiki. Từ từ đã, chưa thể kết tội tên này là kẻ sát nhân. Có thể hắn đọc báo và phát hiện ra nơi cất giấu tác phẩm nên mới tới đây. Thế thì chúng ta hãy tập trung vào bể cá vỡ rời sàn. Hung thủ làm vậy là để thủ tiêu một thứ, chính là những mảnh kính vỡ. Trong lúc xô sát với Tachibana, kính của hắn đã bị vỡ. Mảnh lớn thì có thể nhặt được, còn vụ li ti thì không thể. Nếu cảnh sát phát hiện ra thì sẽ không thể đổ tội cho Kinichi vì cậu không đeo kính. Những người đeo kính trong bữa tiệc cũng rất ít nên dễ bị tình nghi. Thế nên hắn đập vỡ bể cá để những mảnh kính hòa vào cùng nhau.
đến lúc phải trần thân phận rồi, hung thủ chính là ông, đạo diễn Tsuzuki. Tsuzuki mỉm cười phản đối, đâu chỉ có một mình tôi đeo kính chứ. Kinichi lấy ra hai tấm ảnh chụp trước và sau khi nhà Phan bị giết, Tsuzuki đeo hai chiếc kính khác nhau. Ông ta vẫn chối cãi, tôi bị cận nên luôn đeo hai kính, việc đổi kính vào đêm ấy chỉ là tình cờ thôi. Kinichi mỉm cười, tôi chờ ông nói câu này nãy giờ đấy. Mọi người cùng xem lại hình ảnh ông Tsuzuki trong máy quay. Trước án mạng, đường viền mặt khi nhìn qua tròng kính bị lõm vào. Sau án mạng, đường viền mặt lại lồi ra. Sở dĩ của sự khác biệt đó là vì đây là cặp kính cận và kính lão. Kính cận để nhìn rõ vật ở xa, kính lão nhìn rõ vật ở gần. Hai công dụng khác nhau như vậy, sao lại có thể ngẫu hứng đổi kính cho vui được? Vì kính cận bị vỡ nên ông buộc phải đeo kính khác để tới hiện trường. Đến đây, Tsuzuki không thể chối cãi. Vị đạo diễn được nhiều người kính trọng ấy đã giết năm mạng người cũng chỉ vì con gái của ông ta. Ông vạch áo lên để lộ vết sẹo phẫu thuật cắt thận. Con gái Mizuho của ông đang bị bệnh suy thận. Từ sau cái chết của vợ 4 năm trước, Tsuzuki lao đầu vào công việc mà bỏ bê con cái. Đến khi nhận ra thì bệnh tình đã khá nặng, ông bố quyết định cắt một bên thận của mình để ghép cho con. Nhưng do sai sót của bệnh viện, ca phẫu thuật đã thất bại. Dù có bồi thường bao nhiêu cũng không thể bù đắp cho sự đau đớn của người cha. Họ lại sống những chuỗi ngày ra vào bệnh viện như cơm bữa, chờ đợi người hiến thận phù hợp. Vào lúc kiệt quệ nhất, bác sĩ Maeda đã xuất hiện. Hắn muốn ông ta giúp hắn buồn lậu nội tại con người. Maeda hứa sẽ ưu tiên quả thận phù hợp cho con gái của ông. Dù biết việc đó thật mất nhân tính, nhưng vì con gái, ông đành chấp nhận. Và rồi, nhà văn Tachibana tuyên bố sẽ xuất bản cuốn sách đề cập tới buôn bán nội tạng, chỉ thẳng mặt Tsuzuki và bác sĩ Maeda. Tsuzuki đã kiên trì năn nỉ, nhưng nhà văn đều bỏ ngoài tai. Cho đến đêm đó, ông ta đã quá tức giận và đánh chết Tachibana. Vợ mất không kịp gặp lần cuối, con gái duy nhất lâm cảnh bệnh tật, bản thân cũng giết chết 5 người. Tôi là một gã rác rưởi của đại xã hội. Tsuzuki rút dao đâm một nhát vào bụng. Xin lỗi Kinichi, tôi thật xấu xa khi định đổ hết tội cho cậu. Xin hãy ghép thận của tôi cho Mizuho. Itsuki này, khi tôi tưởng tượng mình sẽ trở thành một phần cơ thể của con gái, thì tôi không còn sợ chết nữa. Tsuzuki chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người bạn thân. Thanh tra lập tức gọi trực thăng tới, đưa Tsuzuki đến bệnh viện. Mọi người cầu nguyện ca phẫu thuật này sẽ thành công. Vài tháng sau, tác phẩm của Tachibana đã được xuất bản và bán rất chạy, làm giới truyền thông và y học đều đứng. Chú Itsuki đã năn nỉ Kamoshita nên cuốn sách chỉ công khai tên thật của bác sĩ Maeda và giấu tên đạo diễn Tsuzuki. Còn về cô con gái Mizuho, ca phẫu thuật đã thành công, nhưng chú Itsuki chỉ nói với cô bé rằng bố đang bận công tác ở nước ngoài nên chưa về được. Chú ấy đã quyết định sẽ nhận cô bé làm con nuôi. Bề ngoài cứng rắn thô kệch nhưng tâm hồn của ông chú cũng tình cảm phết nha. Về đôi bạn của chúng ta, thật may họ vẫn được ở bên nhau. Miyuki giữ lại màn nhắn tin của Kinichi để lưu mãi dòng tin chúc mừng sinh nhật đặc biệt ấy. Và đó là nội dung tập phim Lệnh truy nã Kinichi. Các cậu có nhận ra sự khác biệt của vụ này với các vụ án trước không? Chính là năm nạn nhân đều là những người vô tội. Tình thương con đã biến người cha thành kẻ vô nhân tính như vậy đấy. Nếu tôi hy sinh bản thân từ đầu, năm người kia đã không phải chết. Tớ rất ấn tượng với câu thoại này. Các cậu cũng có chung cảm nhận giống tớ đúng không? Hãy bình luận chia sẻ bên dưới nhé. Cảm ơn rất nhiều vì đã theo dõi tập phúc quẩy này. Hẹn gặp lại mọi người trong những vụ án tiếp theo. Bye bye.